Anh đã đi xa, việc đã hoàn thành cái việc thống nhất tổ quốc, dân tộc, giang sơn thu một mối. Nhưng gần đây nữa thì tôi cũng là một là chiến sĩ tham gia là ba cuộc chiến tranh, đánh Mỹ, rồi là đánh là bọn phản động ở Campuchia, rồi là đánh biên giới phía Bắc. Nhưng mà ngồi nghĩ lại thì năm nay tôi cũng 73 tuổi rồi. À, như vậy đó cho nên rằng nó là sức khỏe thì một ngày một yếu đi, nhưng mà tinh thần và những lịch sử cái gì để lại tôi cũng còn nhớ như in, không bao giờ thay đổi. Gần đây tôi có nghe trên mạng đọc mấy cái bài của tướng thiếu tướng Lê Mã Lương này, rồi trung tướng Quốc Thước này, rồi nhà sử học Phan Huy Lê này, tôi cảm thấy rằng nó là hổ thẹn. Cái việc nói của mấy ông đó thì cũng là tướng, cũng là đảng viên, nhưng mà nói vừa rồi nó tôi thấy là nhiều cái nó không đúng. Bây giờ mình cần phải là hiểu cho rõ và ghi cho nó đúng, chứ đừng có tự mình bột phát. Nhưng là phát biểu của anh Lê Mã Lương ấy, là thiếu tướng ấy, gần đây đó thì như vừa qua là có nhiều chuyện mà đến tôi, bản thân tôi bức xúc. Hôm nay tôi nói lại cho nó rõ là vì chứ như là cái quyển sách của anh Lê Mã Lương đó mà in những là gạc ma vòng xoay bất tử, thì như vậy đó là anh Lê Mã Lương cũng chưa bao giờ là lính hải quân. Vấn đề như thế, anh chỉ tham gia cái quận trị xong là anh bị thương, cho nên rằng đó là anh có những cái quyển sách đó là xuyên tạc theo một cái tư tưởng là của bọn, tức là phản động của nước Việt đang ở hải ngoại, cho nên bây giờ về nó móc lối để tiếp tục là chống phá Việt Nam. Thì nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tổ quốc. Thế nhưng bây giờ ông phát ngôn ra như thế đó, thì đâm ra là nó không hay lắm. Thí dụ tôi nói bài, trong cái bài đó là muốn nói là cái việc ấy, là chủ tịch nước Lê Đức Anh ấy, thì nói thế này. Đồng chí Anh nói là tôi là tham mưu trưởng quân khu, tôi phải hiểu. Lúc đó thì tôi cũng là trưởng phòng tác chiến quân khu thôi. Thế nhưng mà tôi phải đọc tất cả những văn bản chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Anh. Đồng chí Lê Đức Anh nói rằng đó là hiện nay đất nước ta phải thống nhất biên giới thì như vậy đã tương đối ổn định, nội địa thì như vậy là bọn phản động đang tiếp tục tức là chống phá, cho nên ta chỉ còn có Biển Đông đó. Vấn đề như thế cho nên đang bị tranh chấp. Mà phía Trung Quốc đó là luôn luôn tức là muốn độc chiếm Biển Đông, là vì đó là Mỹ muốn vào Biển Đông, Mỹ Trung Quốc vào Đông, cho nên là tiến hành tức là hoạt động quân sự. Cho nên đồng chí Lê Đức Anh chỉ đạo đảo chúng ta rất nhiều, nhưng bộ đội của chúng ta thì như vậy là mỏng, cho nên rằng chúng ta chỉ có nhiệm vụ là lấy xương máu của mình để bảo vệ tổ quốc. Như vậy đó, trong điện chỉ đạo đồng chí có nói rằng quân địch đông bao giờ nó xâm lược nó cũng rất là nhiều, cho nên chúng ta nó là nhỏ ít, nên chúng ta phải kiên trì tức là bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Cho nên kẻ địch là nếu mà nó nổ súng tấn công ta thì chúng ta kiên trì bám đất và không bao giờ chúng ta được nổ súng trước. Nếu nổ súng trước thì địch sẽ có cơ hội này tràn ngay thì chiếm hết các đảo của ta. Nhưng mà trong quyển sách của anh Lê Mã Lương thì anh ghi là không được nổ súng bỏ súng trước của đồng chí Lê Đức Anh. Như vậy nó bỏ súng trước đi thì nó sai hoàn toàn, nghĩa rằng là ta chỉ có đầu hàng để cho địch tràn vào chiếm đảo. Thì cái đó tôi không đồng tình cái này. Mà cái này không phải là anh Lê Mã Lương nói, mà anh Lê Mã Lương là sẽ là ký vào những cái gốc đó. Còn người khác là ai? Là cái bọn phản động nó viết rồi nữa, anh Lương ký vào thôi. Chứ thực tế là cái năng lực trình độ của anh Lê Mã Lương, tôi hiểu anh Lương không đủ trình độ để viết quyển này. Do đó cho nên nhưng mà lại phát ngôn, cho nên nó thành ra là rất là phức tạp. Nên tôi nói về vấn đề cái quyển sách mà gạt ma phòng sách bất tử mà anh Hương là tác giả. Thì hiện nay mặc dù là chúng ta đã thu hết rồi, thế nhưng mà cái quyển gốc á thì là cái bọn phản động nó mang sang Mỹ, hiện nay đang phát hành bên Mỹ đó. Cho nên vấn đề đó, cho nên thì rõ ràng là bộc lộ hoàn toàn là đây là xuyên tạc lịch sử, mà đồng thời đó là nói những cái chuyện đó là thiếu trách nhiệm của nhà nước ta, chủ tịch nước ta, cho nên rằng để mất đảo như thế. Cho nên vấn đề thế, nếu mà anh Lương mà anh mà tham gia lính hải quân á thì tôi không nói, nhưng mà anh chả có ngày nào ở hải quân đó, vấn đề như thế. Cho nên là anh như này là anh hùng, cho nên vấn đề này tôi thấy rằng là
cái đó không thể chấp nhận được, cái là đối với ý kiến của Lê Mã Nương. Thì trong vấn đề gần đây đó thì bọn chúng thì có nhiều vũ khí như thế, thế bây giờ là ta thì phải như thế thôi chứ không cách nào khác cả. Cho tất cả chúng ta là phải bảo vệ tổ quốc và hiểu cho nó đúng những vấn đề như thế, cho nên rằng đó là rất, cho nên nó tạo lên như thế là 62 chiến sĩ của ta đã hy sinh ở đảo Cạc Ma. Cái vấn đề như thế, cho nên là trong lúc đó anh Hưng ở đâu, vấn đề như thế, cho nên là anh biết những cái chuyện đất nước ta đang bị như vậy. Cho nên là nói là vấn đề này đó thì tôi thấy là, nhưng cái trong tác phẩm của Lê Mã Nương lại bỏ ngay cái chữ trước đó, cực kỳ nguy hiểm. Cái câu đó là quyết định vận mệnh toàn bộ của tổ quốc, vấn đề như vậy. Cho nên là như vậy anh Nương tự đánh giá là quân đội ta hèn nhát, không đủ súng, đầu hàng để Trung Quốc chiếm cái quần đảo của chúng ta ở ngoài Trường Sa. Thế thì như vậy đó là ta phải hy sinh, thế như vậy là 62 chiến sĩ của ta hy sinh như thế thì có nghĩa là vô nghĩa. Vấn đề như thế, cho nên là đó là tôi không nhất trí với quyển sách này, không phản ánh những vấn đề như thế. Cho anh Lê Mã Nương ngoài về viết, anh Nương là mấy cái bọn lưu vong bên ngoài cũng thông cảm với anh Nương, là vì đó anh Nương nó anh thương binh, anh mù một mắt, cho nên là mù mắt phải, cho nên còn mắt trái cho anh đọc không kỹ cái lời chỉ dụ là cổ xưa nhưng chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Anh. Đấy, vì thông cảm với mắt của anh như thế cho tôi cũng không nói thêm, là vì thương binh là một mắt. Đấy, cho nên Bác Hồ nói rồi, tàn nhưng không phế. Đấy, nhưng mà thì anh vẫn được cái nhà nước tức là đầy đủ giao các chức trách đối với khả năng của anh đó, rồi anh ấy lên tướng. Đấy, rồi nhiều cái chuyện mà đó về cái đảo Cạc Ma là tôi nói vấn đề này, quyển sách hoàn toàn phi nghĩa, vấn đề như thế, mang tính chất cực kỳ phản động đối với sự trong sạch vững mạnh của đảng, đồng thời cũng là máu xương của dân tộc Việt Nam, con em phải đổ ra để bảo vệ Biển Đông, ở Biển Đông là ở quần đảo Hoàng Sa. Đấy là đấy tôi nói về vấn đề, tức là vấn đề này thì bộ văn hóa vui rồi. Thế vừa rồi đó thì là có được anh Nương thì nói vấn đề, tức là đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng này, thế rồi là đại tướng là Lương Cường này, tức là không biết xem bản đồ này, rồi lên cái chức vụ là không xứng đáng. Cái cơ công này thì tôi thấy hoàn toàn là vậy. Vì bao giờ đảng ta cũng là lựa chọn đã tướng là nguyên khí quốc gia, mới là như thế. Cho nên nó quân hàm tướng thì như vậy bao giờ nó cũng được mạ đồng thật chắc chắn. Đấy, cho nên mới đi đâu cũng tỏa sáng, đó là nguyên khí quốc gia. Thế còn anh nói rằng đó là anh đại tướng bộ trưởng quốc phòng. Đấy, rồi thế thì thời kỳ đánh Cạc Ma đó thì là ông Giáp cũng là bộ trưởng quốc phòng, vấn đề như thế. Nên mới thế, năm 79 thì là ông vẫn phó thủ tướng, nhưng mà đến năm đánh Cạc Ma thì là có ông Văn Tiến Dũng. Đấy, rồi sau này ông Lê Đức Anh. Thế như vậy tất cả các tướng đó là đều là không hiểu bản đồ ạ. Đã gọi là tướng thì phải biết hết, coi như tướng là nguyên khí quốc gia mà. Chứ anh nói như thế này xúc phạm miệt thị đối với các tướng lãnh tụ quân đội. Nhưng bây giờ thì còn nhiều ý tướng khác, thí dụ như là ông Ngô Xuân Lịch, rồi nữa là Lương Cường, rồi là Phan Văn Giang thượng tướng tổng tham mưu trưởng, rồi Bế Xuân Trường, Nguyễn Trọng Nghĩa, vấn đề như thế. Cho nên là những cái tướng mà tôi rất là yêu quý, mà tôi rất là tôn trọng. Thế mà anh Nương lại bảo rằng là các tướng này là không biết gì. Thế nhưng mà thế chứ anh một mắt này anh nhìn sao được thấu đáo cả thiên hạ. Mà anh nói tôi các tướng hiện nay tôi cho là vẫn rất là giỏi, đương nhiên là giỏi, rất giỏi chứ, mới lãnh đạo được kế thừa tướng quân đội mà. Cho nên bộ trưởng quốc phòng, tổng tham mưu trưởng, tổng chỉ toàn tướng, ví dụ như Nguyễn Chí Vinh, rồi Nguyễn Văn Nam, rồi Bế Xuân Trường, đều những cái tướng mà đã được đảng nhà nước đồng thời dân tộc ta lựa chọn bầu lên. Thế mà anh bây giờ anh chỉ là một cái thương binh mà anh là lính ngày xưa, chứ mà anh đi tôi cho đây là một cái ngạo mạn thiếu đạo đức, hay cách khác nữa thì gọi là vui giáo dục. Đối với một cái loại tướng như thế thì nên xem lại cái vị tướng của mình. Đấy, vấn đề như thế. Cho nên rằng là thì người ta nói rằng là Việt Nam là dân tộc anh hùng thì cũng có nhiều anh hùng,
Nhưng mà hiện nay cũng có nhiều ông khùng ông điên, đấy là như thế, cho nên rằng là không có thể nói thế được. Cho nên là đừng thế, tôi biết rằng là nhiều trên mạng đăng những cái nội dung này, người thì là ủng hộ nhau, rồi đó là chê bai sao. Nhưng nay tôi nói bản thân tôi nói thật, tướng đó thì nên suy xét lại cái vị tướng của mình, ăn nói phải hết sức cẩn thận. Cả cái tổ quốc dân tộc chọn ra một vị tướng, tướng đó là nguyên khí quốc gia, là tướng quân, chứ không phải là cái loại phát ngôn bừa bãi như vừa rồi đây. Còn lãnh tụ quân đội của ta là những đều người có đức có tài, thì dân tộc mới chọn ra, đảng ta mới quyết định, rồi vấn đề như thế. Cho nên chứ đâu phải là ai muốn làm thì làm à. Cho nên vấn đề này đó là một cái phát biểu của thiếu tướng Lê Mã Lương, tôi nói lại lần nữa là phát biểu thiếu văn hóa, thông cảm là thương binh. Cho nên rằng là tôi xin nói ý thế thôi. Cho nên rằng là mới nhớ, cho nên rằng là những cái chuyện mới phát biểu vừa rồi đây là đâm ra nhân dân không hiểu thế nào cả. Nhân dân có người hiểu chứ, những người đã đóng góp con em của họ ra chiến trường để mà giành độc lập tự do của tổ quốc. Thế như vậy đó, thì như vậy nó là người ta phải hiểu chứ, thì người ta cũng phải là mơ hồ, người ta biết chứ. Nhưng mà dân tộc Việt Nam rất anh hùng, rất khôn ngoan, rất là thượng võ, chứ nó không phải là cái phát biểu như anh Hương được. Cho nên rằng nói là, cho nên rằng là hội cựu chiến binh Việt Nam này, rồi vấn đề là, rồi các cái ban dân vận này, rồi bộ thông tin văn hóa này cũng phải xem xét lại những cái ý kiến phát biểu này. Mà các vị mà sử dụng mạng nữa này, đăng lên thì phải đăng cho nó đúng lịch sử của dân tộc, không nên xuyên tạc. Tôi cho rằng là bây giờ muốn làm gì thì ý anh muốn là nếu nói xấu đảng để anh muốn là thành lập đa đảng cái gì, thì hôm nào có người hỏi tôi tại sao không có đa đảng mà để mà xây dựng đất nước, thì đúng cái giọng điệu này là của anh Lê Mã Lương. Chứ đa đảng ta có đa đảng rồi, đảng dân chủ, đảng xã hội, ba đảng này, đảng lao động đoàn kết với nhau để mà lãnh đạo nhân dân, đánh bại đế quốc, thống nhất tổ quốc. Khi hòa bình rồi thì hai đảng kia đó là tự giải thể, và còn số còn trẻ nhập lại Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, dành riêng cho đảng, thì người ta mới gọi là đảng mới là Cộng sản Việt Nam là duy nhất lãnh đạo mọi thành công của nhân dân tộc Việt Nam. Thế tôi phải nói như thế chứ, các anh đừng hơi mơ hồ vấn đề như thế. Cho nên rằng là cái phát biểu của mấy anh là lương thân trọng lời nói của mình. Hàng triệu người dân Việt Nam đã hy sinh vì tổ quốc mình, hàng trăm ngàn chiến sĩ hiện nay đang nằm rải rác ở rừng sâu núi cao chưa tìm được thi hài những đồng chí nó. Thì cho nên rằng là người ta nói rằng là vạn đại công thành vạn xác khô, cho nên anh được lên tướng đó là hàng vạn người đã chết trên chiến trường mới tạo lại cái thành quả cho anh bây giờ hưởng cái tướng như thế. Cho nên rằng vấn đề như thế, cho nên rằng là đảng bộ có bỏ sót cái gì đâu. Nhưng mà lương của anh bây giờ lớn, lương anh bằng lương tôi, vì tôi bây giờ một tháng đã là được 15 triệu, nhưng mà anh còn hơn tôi, là vì nó anh còn được mấy trăm nữa là cái lương anh hùng nữa. Thế bây giờ anh quay lại với dân tộc, quay lưng lại với dân tộc để anh nói xấu đảng, nói xấu lãnh đạo nhà nước, coi thường tất cả những quân đội nhân Việt Nam, quân đội anh hùng các nước ta sang đây học tập vấn đề như thế. Cho nên là hy sinh bao nhiêu người thì mới được lên các anh, còn trong đó có tôi, chứ đâu phải là tự nhiên mà anh lên tướng được, mà phải có sự hy sinh to lớn của dân tộc Việt Nam này thì anh mới trở thành tướng. Đấy là tôi nói về chỗ anh Lê Mã Lương đó, khi phát biểu tiếp theo đó lên thận trọng của mình vấn đề như thế, chứ không được có lên nữa là nói bậy nói bạ, là chê bai người đó, chê bai người kia. Những đồng chí đó đều là cấp trên của mình, bây giờ đồng chí tuổi mình ít hơn, không chỉ ít hơn tôi, nhưng mà đồng chí là đại tướng, thượng tướng, rồi là chủ nhiệm tổng cục, bộ trưởng quốc phòng thì vẫn là cấp trên của tôi vấn đề như thế. Nhưng mà tôi là cấp dưới, nhưng mà tôi nhiều tuổi hơn vì tôi là nghỉ hưu theo chế độ vì lớn tuổi rồi. Thế là, nhưng mà tôi vẫn tham gia những cái chuyện khác như là hoạt động gia cam của Việt Nam. Hiện nay là đất nước ta nói là còn 4.8 triệu nạn nhân bị gia cam từ năm 75 đến giờ, chết gần 1 triệu rồi, hiện nay còn gần 4 triệu nữa. Thì bây giờ đấu tranh làm sao đòi cái quyền lợi thì tôi đang làm, tôi làm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi làm thế. Để ngay cái vấn đề như là thường trung ương hội phụ trách chủ tịch hội bộ hậu quả bom mìn Việt Nam là lấy những người bị thương bị tàn tật. Thế nhưng mà anh Lê Mã Lương cũng là một nạn nhân bom mìn Việt Nam, anh mất một mắt nữa, cho nên rằng anh vẫn nằm trong cái hội của chúng tôi, đó là đang là
tìm kiếm, đồng thời nó vận động nguồn lực để giúp đỡ khó khăn. Vì anh là tướng thì anh thừa lương rồi, còn nhiều nạn nhân khác như người ta cụt tay rồi mù mắt cũng như anh, nhưng mà ta được cái gì đâu. Cho nên thế là bộ chính phủ đã, đồng thời bộ quốc phòng đứng đầu là chính phủ, thì cũng cho phép thành lập cái hội khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, như đồng chí Soát phó tổng tham mưu trưởng hiện nay là chủ tịch, còn tôi nữa ở ngoài đó thì như thế, và trong này là đấy là tôi nói về cái chuyện anh Lê Mãn Lương. Mà cho nên những đồng bào nghe trên cái mạng mà anh Lương đăng đó thì cũng phải xem cho nó kỹ, vì người dân tộc Việt Nam này rất thông minh, rất hiếu khách, rất thương võ. Đấy là về tôi nói về